Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 11 tháng 5, ngày này năm xưa có điều gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 11 tháng 5 năm 1945, Sứ ủy Bắc Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập hội nghị cán bộ bàn biện pháp thúc đẩy cao trào kháng Nhật nhằm xúc tiến phát động tổng khởi nghĩa. Hội nghị đã khẳng định lại tinh thần cơ bản của chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, đồng thời vạch ra sách lược đối phó với quân đồng minh và lực lượng của Pháp De Gaulle. Hội nghị cũng đã bầu ra ban sứ ủy mới nhằm tăng cường sức lãnh đạo cho Đảng trong thời đoạn có tính chất quyết định lịch sử. Đến giữa năm 1945, chiến tranh thế giới 2 đang đi nhanh đến hồi kết khi phe phát xít đã hạ vũ khí trước quân đồng minh trên khắp các mặt trận châu Âu và phát xít Nhật đang cố gắng dãy giụa trên các chiến trường châu Á. Ở Việt Nam, sau khi Nhật hất cảng Pháp, cao trào kháng Nhật cứu nước đã bùng nổ lan rộng khắp nơi ở Bắc Kỳ. Trong tình hình đó, Sứ ủy Bắc Kỳ tổ chức hội nghị cán bộ để bàn biện pháp thúc đẩy cao trào kháng Nhật tiến lên mạnh mẽ hơn nữa, sẵn sàng đón thời cơ đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị phân tích tình hình thế giới trong nước và ngoài nước, kiểm điểm công tác chống khủng bố, chống các tổ chức Việt gian, về tình hình tài chính của Đảng. Nhất trí với tinh thần của chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, hội nghị nhận định thời cơ đang đến, chúng ta phải nhanh chóng củng cố lực lượng, động viên quần chúng ra đấu tranh để kịp thời khởi nghĩa. Hội nghị đặc biệt chú trọng vấn đề sửa soạn khởi nghĩa, đề ra những nhiệm vụ cụ thể như chuẩn bị vũ khí, chọn căn cứ địa, huấn luyện quân sự, tổ chức quân đội. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày vùng lên giành độc lập. Ngày 11 tháng 5 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, một năm sau khi nhà máy được thành lập. Điều này thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của Bác đối với nền công nghiệp còn non trẻ của Việt Nam trong những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhà máy sản xuất ô tô mùng 1 tháng 5 được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1956 với tiền thân là một xưởng sửa chữa ô tô của người Pháp có tên gọi Avia. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, ngày nay công ty cổ phần ô tô mùng 1 tháng 5 với đội ngũ cán bộ công nhân viên là những thợ lành nghề, kỹ sư, những chuyên gia về chế tạo máy, cơ khí ô tô, với hệ thống đại lý phân phối sản phẩm khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Sản phẩm của công ty là các loại xe khách, xe buýt, xe tải hạng nặng, xe tải nhẹ và các xe chuyên dụng cùng với các sản phẩm cơ khí, nội thất. Năm 2000, công ty vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, được chính phủ trao tặng huân chương độc lập hạng 3 năm 2005 và hiện là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 năm 1995, tại New York, hội nghị hơn 170 quốc gia đã quyết định mở rộng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vô thời hạn và vô điều kiện. Hiệp ước nhằm giới hạn việc bành trướng vật liệu hạt nhân trong các mục đích quân sự. Hiệp ước thường được tóm tắt thành 3 nguyên tắc trụ cột: không phổ biến, giải giới và quyền sử dụng kỹ thuật hạt nhân cho mục đích hòa bình. Chiếu theo hiệp ước, có 5 quốc gia được phép sử dụng vũ khí hạt nhân là Pháp, Trung Quốc, Nga, Anh và Hoa Kỳ. Đây là các nước đang sở hữu vũ khí hạt nhân vào thời điểm hiệp ước được ký kết, cũng là các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 5 nước này thỏa thuận không chuyển giao kỹ thuật hạt nhân cho các nước khác và theo đuổi mục đích cắt giảm và loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng đồng ý không mưu cầu có vũ khí hạt nhân. Nguyên tắc thứ 3 cho phép khả năng sản xuất năng lượng hạt nhân với điều kiện không sử dụng kỹ thuật này để phát triển vũ khí hạt nhân, tức là các quốc gia có thể sử dụng hạt nhân cho việc sản xuất năng lượng. Song đối với một vài quốc gia, nguyên tắc của hiệp ước cho phép làm giàu urani để sản xuất năng lượng xem ra là một kẽ hở lớn. Minh chứng rõ nhất là trường hợp của các nước như Iran hiện nay vẫn đang làm đau đầu Mỹ và các nước trong việc áp dụng thỏa thuận của hiệp ước. Ngày 11 tháng 5 cũng là một ngày trọng đại của người dân Nam Phi khi Nelson Mandela, vị thủ lĩnh vĩ đại của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhậm chức, trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi năm 1994. Nelson Mandela sinh năm 1918, mất năm 2013, là tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid. Vào năm 1962, ông bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, bị tuyên án tù chung thân. Mandela đã trải qua 27 năm trong lao tù. Sau khi được trả tự do vào đầu năm 1990, Mandela đã lãnh đạo Đảng Đại hội Dân tộc Phi, ANC của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Mandela thường ưu tiên cho các vấn đề hòa giải dân tộc. Tại Nam Phi, Mandela còn được biết tới với tên gọi Madiba, một tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông thường trao cho những già làng.
Mandela đã nhận được hơn 250 giải thưởng trong suốt 4 thập niên, trong đó có giải Nobel Hòa Bình vào năm 1993. Những hình ảnh về vị già làng vĩ đại của các dân tộc Nam Phi đã kết thúc chuyên mục của chúng tôi hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc đầy vui vẻ và hứng khởi. Xin chào và hẹn gặp lại!